Rồi, hello cả nhà ơi. Tiếp tục đang chườm cái hàng xe máy cánh phép đây. Hôm nay lên cho cả nhà mình con quay S100 Thái ha. Cái máy quá đỉnh luôn. Chạy thử đem ra chạy thử, test thử được kia. Đó, cái máy quá êm, đi chạy quá nhẹ luôn. Máy zin nha, con này máy zin êm. Thôi nào để trả cạch cạch luôn ha. Con này được cái chân cẳng là sơn bạc là nguyên zin luôn nè. Sơn bạc bộ zin nè ha. Đó, sơn bạc bộ zin. Ốc tán còn vàng nghính luôn. Ốc tán đâu vàng nghính nè. Trời ơi, ốc đậu nè, ốc đậu nè, nha, ốc đậu, ốc đậu. Hết sức biết bốn ốc đậu nó còn đẹp. Máy quá chắc ha. Nó em để gần cái đầu bò cho nghe tiếng máy luôn đó. Máy chắc gịch luôn. Không có vụ mà nó giả cò hoặc là kêu cam hoặc là vũ đuôi bê tông gì đâu ha. Bao luôn. Xe lên cái máy mà chạy mà không ghiền, không lấy tiền luôn ha. Dành câm rồi còn vàng nghính nè. Dành câm ốc tán rồi còn vàng nghính ha. À, sơn bạc phục thì cũng có chạy chốc theo năm tháng nè, nhưng mà được cái là zin nha, sơn bạc phục zin. Dành trăm zin. Đó, đầu ổn hơi. Thì thường mấy ui ít thấy thì nó xài đầu ổn hơi ha. Ôi, cặp lóc nó còn đẹp quá nè. Lóc liếc đẹp hết sức luôn. Đây, ốc cốt tán đồ còn vàng nghính ha. Chắc xe này nó quá ok rồi. Cốt trước cốt sau đồ còn đẹp lắm. Này phục sau thì đi cặp phục phu chờ 1 ha. Thường thường em thấy mấy dòng US này với lại Alpha đồ người ta đổi phu chờ 1 là nhiều à. Phục á, phục sau ha. Đi phục phu chờ 1. Nghe nói cái phục zin nó nhão lắm. Đó, phục zin nó nhão nhẹ cả đi xài thời gian lâu cái chở 2 chở 3 đi qua mấy dốc cầu là nó nhúng nó thốn ti luôn. Căm dành đồ nè, còn rất đẹp ha. Còn vàng khè luôn. Xe này ở Cần Thơ 65 ha, dùng nước ngọt. Đó, bởi vì cái vàng ốc tán không có xuống. Chứ nếu mà xe này dùng Kiên Giang em là ốc tán nó xuống hết trơn. Dùng Cần Thơ ta nè, ốc tán nó còn vàng nghính nè. Cái này là đúng chất xe tự nhiên luôn ha. Xe này về là bên em chưa có rửa, chưa có dọn luôn đó. Đó, chưa rửa gì luôn á. Bô zin nó còn nè. Bô zin nó còn rất đẹp luôn. Lốc hai bên là ok lắm. Đó, lốc liếc rồi hai bên là rất là đẹp ha. Đó. Bô này có thai nha. Bô này có thai cái bô 2543 nè ha. Đó, cái nào có thai thì em nói thai à, 2543 nè. Đi theo cục phục khu chờ 1 ha. Áo sống này chắc áo zin này. Đó, thì em coi chắc áo này áo zin ha. Tại miếng tem nè, miếng tem nó có chạy, nó có chạy nè, do bị ngã nè. Ngã nhẹ nè, chắc lấy này lật ngang bên bộ ngoài bể nó cà nó chạy. Áo sống thì không có bể rồi. Đó. Em coi kỹ thì không có thấy bể bọng gì đâu. Máy quá chắc cục máy. Xe này nếu mà anh em lên chạy cái máy mà không ghiền thì em tặng lên chiếc xe ha. Chứ em chạy thì em thấy cái máy rồi em quá ok ok luôn á. Đồng hồ zin còn hết trơn nè. Đây đồng hồ zin còn ha, có thay kiến đồng hồ nè. Trời ơi bình xăng lớn quá đẹp. Hết sức biết cái bình xăng lớn đẹp. Để yên rồi coi còn được không. Để yên rồi còn chỗ xe luôn nha. Còn chỗ xe luôn. Để yên mút rồi còn hết. Máy chắc kịch luôn. Rồi con này bán 22 triệu bao luôn hồ sơ nha anh em. Đó, quay ít thái 100 ha. 22 triệu là bao gồm luôn hồ sơ. Anh em nào chốt thì alo cho em liền nha.
số điện thoại của em là 0961374375. Muốn coi hình ảnh chi tiết cụ thể hơn thì inbox Zalo với em nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Máy bay.